Có chết đói cũng không được ăn thịt gà với những thứ này nếu không muốn cả ổ giun sán trong bụng. Thịt gà là món quen thuộc trong mỗi bữa ăn của chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết rằng thịt gà cấm kỵ ăn cùng với một số thực phẩm dưới đây. Thịt gà là một trong những món ăn quen thuộc, không thể thiếu trong mỗi mâm cỗ của người Việt. Mùi vị thơm ngon và những dinh dưỡng có trong thịt gà khiến rất nhiều người yêu thích những món ăn chế biến từ nó. Người ta kết hợp nhiều thực phẩm với thịt gà để làm món ăn thêm phong phú và hấp dẫn. Tuy nhiên, rất nhiều sự kết hợp sai trong khi ăn thịt gà gây nên những tác dụng không mong muốn, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. 1. Thịt gà và cơm nếp. Đây là sự kết hợp phổ biến ở tất cả các vùng miền của Việt Nam. Thịt gà, cơm nếp đều có vị ngọt, tính ấm. Khi kết hợp với nhau sẽ tạo cơ hội phát sinh sán dây, sán sơ mít rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Do đó, những ai có thói quen thích ăn cơm nếp với thịt gà thì nên từ bỏ ngay từ bây giờ nếu không muốn cơ thể của mình dùng để cho sán làm tổ khi ăn quá nhiều. 2. Thịt gà kết hợp với tỏi và hành sống. Rất nhiều vùng miền có thói quen ăn thịt gà chấm muối kèm với vài lát hành củ khô hay vài miếng tỏi, nhất là nam giới rất chuộng sự kết hợp này. Tuy nhiên, theo giới đông y thì thịt gà tính ngọt ấm, tỏi tính nhiệt, hành tính hàn. Nếu kết hợp chúng với nhau sẽ khiến tăng nhiệt hay nóng lạnh giao tranh khiến khí huyết bị tổn thương. Ăn thịt gà chấm muối vừng là một sự kết hợp sai lầm với người ăn, bởi vừng có tác dụng dưỡng can, dưỡng huyết khu phong. Khi kết hợp thực phẩm dưỡng huyết khu phong với thịt gà tinh ấm sẽ khiến bạn mắc chứng đau đầu, chóng mặt, ù tai, toàn thân run rẩy, ngứa ngáy trong đầu, não. 3. Thịt gà và cá chép. Thịt gà tính ôn, cá chép tính hàn, khi kết hợp hai thực phẩm này sẽ khiến bạn dễ dàng bị nổi mụn, phát nhọt. 4. Thịt gà và tôm. Thịt gà và tôm khi kết hợp với nhau sẽ gây nên hiện tượng động phong, ngứa ngáy khắp người vì cả hai thực phẩm này đều thuộc tính ôn. 5. Thịt gà và rau cải. Rau cải tính hàn, thịt gà tính ấm, nếu kết hợp với nhau sẽ dễ phát sinh bệnh lỵ vì sự giao tranh giữa nóng và lạnh gây nên. 6. Thịt gà và rau răm. Rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều là khiến nam giới bị giảm ham muốn. Khi kết hợp với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa. 7. Thực phẩm đại kỵ đừng dại kết hợp với thịt bò khi nấu nướng. Thịt bò là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng nếu ăn không đúng cách và kết hợp thực phẩm không đúng cách sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Dưới đây là 7 loại thực phẩm đại kỵ đừng kết hợp với thịt bò khi nấu nướng các bạn cần tham khảo. 1. Đậu nành. Đậu nành thuộc nhóm có nhiều purin. Chất này là nguyên nhân tạo ra axit uric gây ra bệnh gút. Thịt bò cũng vậy, chứa nhiều purin, là một trong những loại thực phẩm tạo ra nhiều uric. Chính vì vậy, khi ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ tạo nên sự cộng hưởng làm tăng cường axit uric, có thể gây cơn đau khớp, và đối với bệnh nhân gút thì đây là sự kết hợp vô cùng nguy hiểm. 2. Hải sản. Thịt bò và hải sản không nên kết hợp với nhau vì thành phần dinh dưỡng có thể gây phản ứng với nhau. Trong thịt bò chứa nhiều phốt pho rất cần cho việc hình thành xương, còn trong hải sản rất giàu canxi và magie. Vì vậy, khi dùng chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ tạo ra sự kết tủa muối. Dạng muối này không những cản trở hấp thụ phốt pho mà còn làm giảm tốc độ hấp thu canxi. 3. Hẹ. Theo kinh nghiệm dân gian, thịt bò không nên ăn chung với hẹ bởi gây tình trạng khó tiêu hóa, ngộ độc hoặc nhiễm độc lâu dài cho cơ thể. 4. Hạt dẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thịt bò có nhiều đạm, còn hạt dẻ lại giàu vitamin C. Nhưng chính lượng vitamin C này sẽ làm cho đạm bị biến chất, không còn nguyên giá trị dinh dưỡng như ban đầu nữa. 4. Rượu. Thịt bò có tác dụng bồi bổ, rượu cũng là chất cay nóng. Hai thứ ăn chung dễ dẫn đến các chứng như táo bón, viêm khóe miệng, mắt đỏ, ù tai và một số triệu chứng không mong muốn khác. 6. Nước chè. Nhiều người có thói quen vừa ăn xong đã uống ngay một cốc nước chè. Tuy nhiên, thói quen này thực sự không tốt, nhất là khi bạn vừa dùng xong món thịt bò, bởi chất protein trong thịt khi tác dụng với chất axit tannic trong nước chè sẽ làm sen niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột, khiến ruột tích tụ nhiều chất có hại, làm cho phân khô. Đây là nguyên nhân khiến bạn dễ bị táo bón. Tốt nhất, bạn không nên uống nước chè sau khi ăn thịt bò ít nhất là 2 tiếng. 7. Đậu đen. Thịt bò giàu chất sắt, thường được dùng để bổ máu. Nhưng khi ăn cùng đậu đen, sắt sẽ bị giảm hấp thu một cách nghiêm trọng.
Bởi lẽ trong đậu đen rất giàu chất thô to, khiến giảm hấp thu sắt. Để tránh tình trạng này, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn hai loại thực phẩm này cách nhau ít nhất là 4 giờ. Ăn cơm kiểu này dễ chết sớm hơn cả ung thư, đừng ai mắc phải. Nếu bạn hay gia đình đang có thói quen này khi ăn cơm, cần loại bỏ gấp vì nó vô cùng nguy hiểm. 1. Uống nước có ga, ăn cơm chan canh. Chúng ta thường có thói quen trong bữa ăn uống nước lọc hoặc nước hoa quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là thói quen cực kỳ có hại. Nghiên cứu cho thấy khi có quá nhiều chất lỏng và thức ăn trong dạ dày, quá trình tiêu hóa sẽ chậm lại. Chính vì thế, cho dù uống bất kỳ loại nước nào trong khi ăn đều làm cho quy trình tiêu hóa bị ảnh hưởng vì nó làm tăng kích thích của dạ dày. Thói quen vừa ăn vừa uống nước hoặc chan canh vào bát cơm để ăn lâu dần sẽ khiến dạ dày của bạn phải làm việc quá mức và gây bệnh dạ dày. Khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe. Khi chan cơm cùng canh, dịch tiêu hóa bị nước pha loãng, khiến quá trình hấp thu dinh dưỡng giảm, tạo cảm giác nhanh no, nhưng thực chất lượng dinh dưỡng rất ít. Khi ăn cơm, nên nhai từ từ, nhai kỹ, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, nên tập thói quen ăn uống khoa học. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cho rằng không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm do lượng carbon dioxide dễ làm tăng áp lực, dẫn tới giãn dạ dày cấp. 2. Gắp thức ăn cho người khác. Gắp thức ăn mời người khác là một trong những nét văn hóa đặc trưng thể hiện sự hiếu khách của người Việt. Thế nhưng, hành động tưởng như rất đẹp này lại gây ra nguy hại đối với sức khỏe của chúng ta. Việc dùng chung đũa, muôi, nước chấm là một con đường lây lan các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, quai bị. Trong khoang miệng của mỗi người chứa gần 80 triệu vi khuẩn khác nhau. Trong đó có những vi khuẩn gây bệnh viêm gan, viêm loét dạ dày, có thể lây lan qua đường ăn uống chung. Hơn thế nữa, người được gắp chưa chắc đã thích món ăn mà bạn gắp cho họ. Vậy nên trong bữa ăn, chúng ta nên hạn chế việc gắp thức ăn cho người khác. Nếu có, hãy nhớ xoay đầu đũa hoặc sử dụng một đôi đũa sạch khác bạn nhé. 3. Uống trà đặc. Trong lá trà chứa lượng axit tannic. Uống trà đặc sau khi ăn sẽ khiến khối protein vừa ăn vào chưa được tiêu hóa, kết hợp với axit tannic hình thành chất kết tủa, ảnh hưởng đến việc hấp thụ protein. Không nên uống trà đặc sau khi ăn. Các chất có trong lá trà còn cản trở việc hấp thu sắt. Thói quen xấu uống trà sau bữa ăn trong thời gian dài dễ gây thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra, ăn cơm xong uống trà ngay, một lượng lớn nước vào trong dạ dày sẽ làm loãng dịch vị, từ đó ảnh hưởng công tác tiêu hóa thức ăn của dạ dày. 7. Không cần tuyệt đối tránh khi ăn sáng, cần đặc biệt chú ý. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của bữa ăn sáng với sức khỏe, nhưng nếu không tránh những điều sau thì bữa sáng lợi bất cập hại với sức khỏe. 1. Không ăn những thực phẩm quá nhiều đường và dầu mỡ. Hầu như mọi người đều biết những thực phẩm quá nhiều đường và dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, và trong bữa sáng mọi người càng tuyệt đối phải tránh ăn chúng. Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên hạn chế tiêu thụ đồ ngọt, đồ nhiều mỡ trong bữa ăn sáng như bánh ngọt, bánh rán, xúc xích, vì ngoài đường nó còn có một số thành phần làm khó tiêu hóa vào buổi sáng. Đây là loại thực phẩm bạn nên loại bỏ cho bữa ăn sáng. Hơn nữa, nó khiến cơ thể bạn tăng cân nhanh và gây ra những bệnh như cao huyết áp, ung thư. 2. Không ăn sáng quá sớm hay quá muộn khi thức dậy. Không bỏ qua bữa ăn sáng là tốt cho cơ thể, nhưng nếu bạn ăn sáng quá sớm, nhất là ngồi vào bàn ăn ngay khi vừa thức dậy, thì không những không có lợi cho cơ thể, còn ảnh hưởng đến dạ dày. Sau một giấc ngủ dài, hầu hết các cơ quan trong cơ thể vẫn lưu lại một phần của bữa ăn tối. Cơ quan tiêu hóa vẫn cần thời gian để xử lý và hấp thụ tốt phần thức ăn đó. Nếu bạn ăn sáng quá sớm, thức ăn sẽ chất chồng với nhau, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Khi mới thức dậy, bạn chỉ cần uống một cốc nước lọc ấm để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể. Sau đó ít nhất 30 phút sau mới ăn sáng. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên ăn sáng quá muộn sau 9 giờ sáng, bởi vì lúc này cảm giác ngon miệng và cơn đói đã đi qua, cơ thể cũng không hấp thụ được những dưỡng chất có trong thực phẩm, gây rối loạn đồng hồ sinh học trong cơ thể. 3. Không ăn sáng với thực phẩm khô. Nhiều người có thói quen ăn sáng bằng các thực phẩm khô và các loại bánh ăn vặt khác mà không biết. Ăn các thực phẩm khô sẽ khiến việc tiêu hóa của cơ thể bị ảnh hưởng. Buổi sáng, cơ thể luôn trong trạng thái thiếu nước, bạn lại ăn thêm đồ khô sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như bị suy giảm về thể chất. Chưa kể, bạn sẽ thấy rất khó nuốt. 4. Không nên ăn nhiều thịt. Nhiều người thích ăn thịt nên thường không thể không có thịt vào bữa sáng.
Nếu bữa sáng không ăn thịt sẽ dễ bị đói vì không cung cấp đủ calo. Song việc ăn những loại thức ăn này chứa nhiều protein và chất béo nên không tốt cho dạ dày. Bữa sáng bạn cũng có thể chọn nhiều loại ngũ cốc, nhưng hãy ưu tiên những loại có nhiều chất xơ và ít đường. Ngũ cốc dễ ăn và bổ sung cho cơ thể bạn axit folic cùng với các dưỡng chất thiết yếu khác. Hãy đổ ngũ cốc ra bát thêm sữa tách kem và trái cây để có một bữa sáng hoàn hảo. Ngũ cốc giúp no bụng, protein trong sữa cung cấp năng lượng cho cả ngày và chất chống oxy hóa trong hoa quả giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. 5. Không ăn trái cây thay thế bữa sáng. Một số người lười ăn sáng thường ăn bữa sáng bằng trái cây, nhất là những phụ nữ muốn giảm cân. Song đây là sai lầm tai hại. Thực tế, trái cây chứa ít protein và calo nên không thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra năng lượng và duy trì trao đổi chất bình thường của cơ thể. Chưa kể, một số loại trái cây như quả hồng vàng, cà chua, chuối không thích hợp để ăn khi đói vì chúng có nhiều nguy cơ gây hại cho dạ dày và tiêu hóa. 6. Không được ăn đồ lạnh vào bữa sáng. Mới sáng ra, bạn không nên lôi những đồ ăn, thức uống lạnh trong tủ lạnh ra để ăn. Bởi vào bữa sáng, các cơ bắp, thần kinh và mạch máu của cơ thể đang trong tình trạng co lại. Nếu ăn thực phẩm lạnh sẽ khiến lưu lượng máu trong cơ thể khó lưu thông. Theo đó, chúng sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí gây táo bón, da trở nên xấu hơn hoặc bị tai họng. Chỉ nên ăn những thực phẩm ấm nóng như cháo, ngũ cốc nóng, sữa nóng. 7. Không được vừa đi vừa ăn. Do ngủ dậy trễ, nhiều người buổi sáng không có thời gian ăn sáng. Vì thế, khi đi làm, đi học, mọi người có thói quen vừa đi vừa ăn. Đây là một thói quen không có lợi cho cơ quan tiêu hóa, nhất là tăng nguy cơ đau dạ dày. Hơn nữa, ăn uống ngồm ngoàm nơi công cộng không đảm bảo vệ sinh, tăng nguy cơ bị các bệnh đường ruột ghé thăm. 6. Thực phẩm đại kỵ không nên ăn vào buổi trưa. Nhiều dân văn phòng có thói quen ăn mì hoặc nuôi sò bò vào buổi trưa cho nhanh, sẵn tiện làm thêm ly cà phê 10.000 đồng cho tỉnh táo. Những thói quen này liệu có tốt không? Bạn không rõ tại sao cơ thể lại trở nên mệt mỏi vào buổi trưa. Nhiều khả năng bạn đã bị ảnh hưởng từ bữa ăn sáng hoặc món ăn nào đó trong buổi trưa. Theo đó, 6 món dưới đây bị xem là đại kỵ nên hạn chế dùng vào giờ trưa. 1. Chuối. Những thực phẩm giàu magie như chuối, hạt bí đỏ và cá bơn có thể khiến con người có cảm giác mệt mỏi. Chuyên gia Napoli giải thích rằng khoáng chất này trên thực tế là chất làm thả lỏng cơ thể, thích hợp để ăn trước khi ngủ nhưng lại có thể làm ảnh hưởng đến năng lượng trong ngày của bạn. 2. Bánh mì trắng. Nếu chọn những món ăn với bột đường cao như bánh mì trắng và bột gạo. Nếu chọn những món ăn với năng lượng bột đường cao như bánh mì trắng và gạo trắng thay vì loại nguyên hạt như gạo lứt thì bạn đã không bổ sung đúng lượng thực phẩm cần thiết để duy trì cảm giác no và tạo sinh lực tràn trề cho cơ thể. Chất bột đường có chỉ số đường huyết cao, không chứa nhiều chất xơ nên chúng dễ dàng bị phân hủy và bạn sẽ không được cung cấp nguồn năng lượng liên tục như loại ngũ cốc nguyên hạt, chuyên gia Napoli cho biết. 3. Thịt đỏ. Những dạng thịt đỏ chứa chất béo cao như thịt bò và món hamburger có thể khiến bạn trở nên uể oải, đờ đẫn, cơ thể mất nhiều năng lượng để phân giải chúng, nên toàn bộ năng lượng đều tập trung vào công việc này. Thay vào đó, bạn nên ăn cá hồi nếu cần bổ sung thịt đỏ. 4. Quả anh đào. Nghiên cứu cho thấy quả anh đào và nước ép loại này là thực phẩm hoàn hảo để có giấc ngủ ngon và chứa nhiều melatonin. Quả anh đào thực sự hỗ trợ điều tiết giấc ngủ nên là sự lựa chọn hoàn hảo vào bữa tối nhưng không nên ăn vào giữa ngày. 5. Trà, cà phê. Chuyên gia Napoli khẳng định những loại thức uống giàu caffeine như cà phê và trà có thể khiến con người mệt mỏi. Chúng cho phép bạn tỉnh táo trong khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi, nhưng sau đó cơ thể sẽ khó có thể tiếp tục chống cự qua ngưỡng 2 giờ trưa. Nếu cần thiết phải uống một tách cà phê, bạn nên uống từng ngụm nhỏ trong một thời gian dài để duy trì khả năng tỉnh táo. 6. Đồ ngọt. Ăn nhiều đồ ngọt sau bữa trưa có thể nhanh chóng đưa bạn vào giấc ngủ. Đường vào cơ thể sẽ kích hoạt insulin, giải phóng nhiều amino acid tryptophan trong não. Từ đó khiến con người buồn ngủ. Nếu thật sự thích ăn tráng miệng ngọt, nên đợi đến bữa chiều khi không còn phải bận rộn làm việc.